một chiếc xe đồ chơi nha các bạn. Hai cái motor dán hai cái que gỗ lên nữa, cắt hai cái bánh xe bằng giấy bìa dán lại, rồi cái lỗ ở giữa sẽ nối cái nguồn điện cho hai cái motor, cái lắp đế lắp pin với cái công tắc. Gắn cái cục pin vuông vô. Quay nè mấy bạn. Sử dụng hai cái motor giảm tốc. Sẽ dán cái pin với công tắc cho nó gọn lại. Giờ mình sẽ gắn hai cái bánh xe vô hai cái trục của motor nha. Dán kia vậy cho nó chắc, nó chạy nó không có dù. Những con đồ chơi màu hồng, đồ chơi trên bé. Đồ chơi. Đồ chơi đồ bệnh. Đồ chơi xe. Đồ chơi xe. Mẹ mẹ sẽ cho mẹ mẹ. Chạy nè tớ. Ủa chạy rồi. Dứt lên, dứt lên. Chuẩn bị nè, chuẩn bị chạy nè. Tớ.